chào các em. Cô xin tự giới thiệu, tên cô là Đỗ Thị Cúc. Hiện cô đang giảng dạy ở trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay, cô rất vui vì đã được cùng với các bạn học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh tìm hiểu về một nội dung rất hấp dẫn trong chương trình lịch sử lớp 12 Trung học Phổ thông. Các em thân mến, kỳ nghỉ dịch của chúng ta đã khá dài. Còn bạn nào nhớ chúng ta đã học đến tuần thứ bao nhiêu không nhỉ? Chúng ta đã học đến tuần 24 và hôm nay là bước sang tuần 25 của năm học rồi đấy. Ở trong tuần 24, các em đã cùng với cô tìm hiểu bài 23 tiết 1 Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam trong những năm 1973-1975. Ở trong tiết 1, chúng ta đã nghiên cứu và biết được miền Bắc đã hoàn thành khôi phục và phát triển kinh tế xã hội năm 1974, tiếp tục tăng cường chi viện cho miền Nam. Trong khi đó, đồng bào miền Nam đã đấu tranh chống địch Bình Định lấn chiếm, giành được những thắng lợi rất quan trọng, đặc biệt là chiến thắng đường 14 Phước Long, tạo ra thế và lực của ta mạnh lên. Từ đó, chiến thắng này đã góp phần giúp cho hội nghị Bộ Chính trị cuối năm 1974, đầu năm 1975 thêm tự tin và quyết đoán hơn trong việc giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị họp từ đầu tháng 3 năm 1975, cả dân tộc ta đã ra quân trong mùa xuân quyết thắng. Và mùa xuân năm 1975 ấy, quân và dân ta đã tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc như thế nào? Cô xin mời các em bước vào tiết 2 của bài 23. Ở trong tiết 2, cô yêu cầu các bạn một số vấn đề như sau. Thứ nhất, về kiến thức. Các em cần biết được những chiến thắng của quân dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Thứ hai, về kiến thức, các em cần biết được những nguyên nhân thắng lợi, những ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954 đến 1975. Từ những kiến thức tìm hiểu được, thì các em sẽ có thái độ khâm phục, biết ơn tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh của quân dân ta, biết ơn sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam nói chung. Từ đó, tự hào về chiến thắng của dân tộc trước tên đế quốc đầu sỏ của thế kỷ 20. Qua đó, về kỹ năng, các em biết sử dụng lược đồ trong việc tường thuật các chiến dịch quân sự. Có thể khai thác được hình ảnh để tìm kiếm tri thức lịch sử. Về năng lực, thông qua kiến thức, thái độ, hình thành cho các em năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và hình thành cho các em những phẩm chất quan trọng của một công dân mới, đó là phẩm chất yêu nước, nhân ái và trách nhiệm. Để tìm hiểu tiết 2 của bài 23, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục mục 3 La Mã, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Ở trong giờ trước, về chủ trương giải phóng miền Nam, các em đã được nghiên cứu và cô đã nhắc ở phần đầu của bài học. Và ngay bây giờ, cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 để xem là đồng bào và nhân dân ta đã tiến hành cuộc tiến công và nổi dậy với những chiến dịch quan trọng như Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuộc chiến đấu của quân dân ta qua các chiến dịch này diễn ra như thế nào và giành được những thắng lợi ra làm sao? Những thắng lợi đó có ý nghĩa quyết định như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu. Trước hết, chúng ta đi tìm hiểu chiến dịch Tây Nguyên. Vấn đề ở chỗ, cô và các em đều muốn hiểu được tại sao chúng ta không chọn một địa bàn khác
mà chúng ta lại chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công đầu tiên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Bạn nào có thể lý giải cho cô lý do tại sao? Một cách đơn giản nhất. Cô nghĩ rằng thông qua môn địa lý, thông qua những cái kiến thức của các em có được, chúng ta có thể nhận định như sau. Các bạn ở quan sát ở trên màn hình, toàn bộ khu vực Tây Nguyên phía Bắc đó là Kon Tum. Trải dài xuống phía Nam, đây được coi là vùng địa hình cao nhất của miền Nam Việt Nam. Từ đây, người ta có thể dễ dàng đi xuống phía Nam Lào, xuống Campuchia, xuống Trung Trung Bộ Việt Nam, xuống Nam Trung Bộ Việt Nam và xuống cả Nam Bộ. Nên cả ta và địch đều cho rằng Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng mà cả quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều muốn chốt giữ. Chiếm được khu vực này cũng đồng thời có thể là làm chủ thế trận ở trên miền Nam. Chính vì thế, Tây Nguyên đã được chúng ta chọn làm hướng tấn công đầu tiên. Nhưng như thế thôi là chưa đủ. Bởi vì thông qua cuộc họp cuối tháng 12 năm 1974 của phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho rằng quân giải phóng chắc chắn sẽ thực hiện cuộc tiến công mạnh mẽ vào năm 1975. Nhưng theo họ thì quân giải phóng sẽ đánh vào Đông Nam Bộ và Sài Gòn. Chính vì nhận định như thế nên quân đội Việt Nam Cộng Hòa tập trung chủ yếu lực lượng ở Đông Nam Bộ để phòng thủ cho Sài Gòn. Trong khi đó, toàn bộ Tây Nguyên rộng lớn thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ bố trí quân đoàn 2 và tướng Phạm Văn Phú chỉ huy 78.300 quân trên một địa bàn rộng lớn như thế thì khả năng phòng thủ của địch sẽ không thể tốt được. Đấy. Và khẳng định một điều rằng là chúng ta biết mình, biết người, phán đoán được hướng cái sự sai lầm, biết được cái sai lầm của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã lựa chọn Tây Nguyên và phát lệnh tấn công đầu tiên ở vị trí chiến lược quan trọng này. Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, ngày 4 tháng 3 năm 1975, chúng ta đánh nghi binh ở Pleiku và Kon Tum. Khi phát hiện thấy chúng ta đánh ở Pleiku mà không phải là thủ phủ ở Buôn Ma Thuột, thì chính quyền địch, đặc biệt là Phạm Văn Phú lúc này vẫn chưa đánh giá hết được tình hình. Mặc dù ông ta có cho lực lượng lên ứng cứu ở Pleiku, nhưng lúc đó lại không phát hiện ra rằng chúng ta đang tiến hành bao vây ở Buôn Ma Thuột. Tức là chúng ta đang thực hiện ý đồ là sẽ đánh trọng tâm ở Buôn Ma Thuột mà địch không phát hiện ra. Chính vì thế mà trong khi chưa thực hiện được cái ý đồ cứu giúp cho Pleiku và Kon Tum, thì ngày 10 tháng 3 ở Buôn Ma Thuột, quân địch đã bị quân ta tấn công và tiêu diệt. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, chỉ hơn 1 ngày thôi các em ạ, thì toàn bộ lực lượng quân địch ở Buôn Ma Thuột đã chịu thất bại. Tức là hơn 1 ngày quân giải phóng đã làm chủ được Buôn Ma Thuột. Và nguy cơ mất toàn bộ Tây Nguyên đang hiện hữu rất là rõ nét. Trong lúc này thì Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Phạm Văn Phú bằng mọi giá phải giữ được Tây Nguyên. Bởi nếu mất Tây Nguyên thì cũng đồng nghĩa với việc khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Lúc này sự can thiệp của Mỹ, cái khả năng cứu giúp của Mỹ gần như là số 0. Vì thế, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn phải tự lực. Và trong bối cảnh như thế thì thực lực của họ không phải là tốt. Họ hiểu rõ điều đấy. Và trước cái mệnh lệnh của Tổng thống thì tướng Phạm Văn Phú đã dồn toàn lực để phản công hòng tái chiếm lại Buôn Ma Thuột và giữ lại cho bằng được Tây Nguyên. Tuy nhiên, mục đích của Nguyễn Văn Thiệu và Phạm Văn Phú không đạt được, bởi vì chúng đã bị quân ta chặn đứng các hướng phản công, đẩy lùi quân địch, khiến cho bọn chúng lúc này rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm.
hết sức là hoang mang. Khi thất thủ trong việc phản công tái chiếm Buôn Ma Thuột, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho quân đoàn 2 rút chạy khỏi Tây Nguyên. Lệnh của Tổng thống được ban ra, nhưng trên thực tế thì việc tháo chạy khỏi Tây Nguyên của quân lính Việt Nam Cộng Hòa không phải là một cuộc rút lui bình thường của quân đội, mà theo tùy bút của một nhân viên CIA làm việc lâu năm tại Sài Gòn, đó là Franco Snap, thì trong cuốn tùy bút tùy nghi di tản viết về tình hình của Việt Nam Cộng Hòa ở Tây Nguyên, ông ta đã viết rằng sau những thất bại ở Tây Nguyên thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã vứt bỏ súng ống, đã cởi cả quân phục và lấy trộm quần áo của dân chúng mặc vào người và tra trộn vào đoàn đông người đang di chuyển khỏi Tây Nguyên để trốn chạy. Như thế cũng đồng nghĩa với việc nó nói cho chúng ta rằng là chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc này đã tuyệt vọng đến như thế nào. Họ không thể kiểm soát được tình hình nữa. Trên cơ sở như thế, việc quân đoàn 2 rút khỏi Tây Nguyên đã tạo ra những điều kiện để cho quân giải phóng tiến tới giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Và tính đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, toàn bộ khu vực Tây Nguyên rộng lớn của chúng ta đã được giải phóng với 60 vạn dân. Quân địch bỏ chạy về các tỉnh Trung Bộ, Nam Trung Bộ theo lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhằm chấn giữ các vùng đất này, thôi thì bỏ Tây Nguyên để giữ các vùng đất còn lại. Thế nhưng mà cái việc rút chạy của quân ngụy khỏi Tây Nguyên nó lại tạo ra một lỗ hổng cực lớn về mặt chiến lược. Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Với chiến thắng Tây Nguyên, chiến thắng này đã mở ra cái quá trình suy sụp hoàn toàn của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn và tình thế hầu như không thể cứu vãn được. Và chiến thắng đó đã góp phần chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta từ thế tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Và theo nhận định của Bộ Chính trị, kế hoạch giải phóng miền Nam của chúng ta ngày càng được hoàn thiện trên cơ sở những diễn biến ngoài chiến trường. Căn cứ vào chiến trường thực tế, chúng ta đã từng bước hoàn thiện cái kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, đẩy nhanh hơn tốc độ, tấn công trên quy mô lớn hơn. Sau chiến thắng Tây Nguyên, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được hoàn thiện, nhưng Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh rằng trước khi giải phóng Sài Gòn, chúng ta phải tiến hành giải phóng Huế, Đà Nẵng. Tuy nhiên, với công bố giảm tải chương trình năm học của Bộ Giáo dục công bố ngày 1 tháng 4, thì chiến dịch Huế, Đà Nẵng các em sẽ không phải học. Tuy nhiên, cô rất mong rằng các bạn về nhà hãy tự đọc sách giáo khoa để tìm hiểu thêm. Và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, sinh động hơn nữa, thì xin mời các bạn với các trang web đánh từ khóa chiến dịch Huế, Đà Nẵng. Các em hoàn toàn có thể tìm hiểu các chiến dịch này mà không cần các thầy cô dạy ở trên trường nữa. Các em có làm được điều đấy không nhỉ? Có chứ, đúng không? Bởi vì mỗi chiến thắng của chúng ta, nó là niềm tự hào của người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi tìm hiểu về những chiến thắng đó, chúng ta bồi dưỡng thêm cho mình tinh thần yêu nước, lòng yêu Tổ quốc và yêu đồng bào mình. Cô cũng khẳng định với các em rằng với chiến thắng Tây Nguyên, chiến thắng Huế, Đà Nẵng, các chiến dịch này kết thúc thắng lợi đã tạo nên một cái sự thay đổi rất nhanh chóng về tình thế ở miền Nam Việt Nam. Sự thay đổi rất nhanh chóng về tình thế, lúc này chúng ta hoàn toàn chủ động, còn chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy vào tình thế bị động. Và trong bối cảnh như thế, chỉ chưa đầy một tháng, tất cả những vùng chiến lược quan trọng ở phía Bắc Sài Gòn đã bị chúng ta đánh bại. Bộ Chính trị tiếp tục nhận định thời cơ chiến lược đã đến. Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam
trước mùa mưa năm 1975, tức là trước tháng 5 năm 1975. Tại sao lại là trước mùa mưa ạ? Bởi vì ở miền Nam, thời tiết chia làm hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Trong mùa khô, mọi việc di chuyển, thực hiện tác chiến dễ dàng. Nhưng nếu vào mùa mưa, những cơn mưa rất lớn sẽ khiến việc thực hiện tác chiến trên chiến trường gặp khó khăn. Nếu như chúng ta thực hiện giải phóng được trước mùa mưa năm 1975, thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và trong cái cuộc họp của Bộ Chính trị, thì các đồng chí cũng đã quyết định sẽ đặt tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn là chiến dịch Hồ Chí Minh. Bởi trong lúc này, tất cả chúng ta ai cũng nghĩ đến Bác, đến người cha già dân tộc tuy không còn nữa, nhưng cái mong ước của người về sự thống nhất non sông, thống nhất đất nước, để thực hiện ước nguyện dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Và chiến dịch được mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ chỉ huy chiến dịch được thành lập và bàn bạc rất kỹ lưỡng cho mọi công tác chuẩn bị. Ở tại căn cứ Căm Xe, Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh ngày nay, các đồng chí Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đã họp bàn và chuẩn bị cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Mọi công tác chuẩn bị của chúng ta tiến hành khẩn trương nhưng mà rất là thận trọng. Có thể coi sự kiện khởi đầu đó chính là ngày 8 tháng 4 năm 1975. Các em quan sát ở trên màn hình chân dung của một người chiến sĩ giải phóng, nhưng mà họ không hề mang quân phục của mũ tai bèo, những chiếc màu áo màu xanh lá mạ. Anh là một chiến sĩ đội trên bờ đầu mình chiếc nón bảo hiểm, mặc quân phục của sĩ quan không quân. Anh là Trung úy Nguyễn Thành Trung. Vào thời điểm tháng 4 năm 1975, anh đang là sĩ quan của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng các em có biết không, anh chính là một đồng chí tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam cài vào trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa để nắm bắt tình hình, kịp thời báo về hậu phương. Và ngày 8 tháng 4 năm 1975, được lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, anh đã dùng máy bay F-5E bay từ sân bay Biên Hòa tới Dinh Độc Lập, ném bom xuống tòa dinh này. Sau khi ném bom xuống Dinh Độc Lập, anh ở trên đường bay về, anh còn dùng súng 20mm bắn vào trạm xăng Nhà Bè, đốt trạm xăng. Vậy thì cái việc làm của Trung úy Nguyễn Thành Trung nói cho chúng ta thấy điều gì? Việc mà bay từ Biên Hòa vào Sài Gòn, việc đấy có nguy hiểm không ạ? Và có thể quay trở về được hay không? Có nguy hiểm không ạ? Chắc chắn là rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà ném bom xong quay trở về, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Nhưng điều đó không khiến anh nao núng. Sau khi ném bom quay trở về, việc tiếp đất cũng không dễ dàng các em ạ. Anh đã phải hạ cánh trên một cái đường băng dã chiến chỉ có 1 km, mà trong khi đó yêu cầu tối thiểu là 3 km. Vậy thì không tài trí, không mưu dũng thì anh không thể làm được điều đó. Đấy. Và trước cái việc bị tấn công vào Dinh Độc Lập như thế, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mà trước tiên là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, hết sức là hoang mang. Sau cuộc tấn công của Nguyễn Thành Trung vào Dinh Độc Lập, thì những cuộc tấn công của quân ta liên tiếp được thực hiện. Với cuộc tập kích của Thiếu úy Nguyễn Thành Trung vào Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 4 năm 1975 đã khiến cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hết sức là hoang mang. Không dừng lại ở đó, từ giữa tháng 4 năm 1975, quân ta liên tiếp mở các cuộc tiến công vào các vị trí phòng thủ của địch và giành những thắng lợi quan trọng. Đầu tiên là ngày 16 tháng 4 năm 1975, quân ta tấn công vào hệ thống phòng thủ của địch tại Phan Rang, Phan Thiết.
cuộc tấn công này giành thắng lợi nhanh chóng, giúp cho quân giải phóng tiếp tục tiến sâu vào phía Nam. Ngày 21 tháng 4, quân giải phóng tấn công vào phòng tuyến Xuân Lộc của chính quyền Ngụy Sài Gòn. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra vô cùng quyết liệt, bởi quân địch có dấu hiệu đánh tử thủ. Do đó, các chiến sĩ của chúng ta bằng sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm, cuối cùng chúng ta đã đánh bại được Xuân Lộc, mở toang cửa ngõ ở phía đông bắc Sài Gòn để tạo thêm một hướng tiến vào thành phố. Không dừng lại ở đó, mặt trận phía Tây, chúng ta đã giúp đỡ quân dân Campuchia giải phóng thủ đô Phnom Penh. Trên cơ sở đó, những hướng tấn công vào thành phố Sài Gòn tiếp tục được siết chặt từ phía Đông Bắc, phía Bắc, phía Tây và phía Tây Nam. Mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, theo lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, quân ta đồng loạt từ 5 hướng tấn công vào Sài Gòn. Cuộc tiến công của quân ta diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt. Chúng ta đã lần lượt đánh chiếm được các vị trí quan trọng đầu não của chính quyền Trung ương Ngụy Sài Gòn. Đầu tiên, đó là Dinh Độc Lập. Thứ hai, hướng tấn công, đó là sân bay Tân Sơn Nhất. Thứ ba, đó là Tổng Nha Cảnh sát. Thứ tư, đó là biệt khu thủ đô. Và thứ năm là Tòa Đại sứ Mỹ. Trong lúc này, từ ngày 18 tháng 4, chính quyền Mỹ của Tổng thống Ford đã ra lệnh di tản toàn bộ người Mỹ khỏi Sài Gòn. Đây có thể coi là một cuộc tháo chạy của người Mỹ. Một chiếc máy bay không đáp xuống nóc tòa đại sứ, mà thậm chí nó bay lơ lửng, thả xuống một chiếc thang dây cho những người ở dưới trèo lên. Và thậm chí khi máy bay đã quá tải thì họ bỏ thang dây ra, những người ở phía dưới không thể leo lên. Và người ta mô tả về cuộc tháo chạy, cuộc rút lui của quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam, nó là một điều gì đó vô cùng là hổ thẹn đối với nước Mỹ. Cuộc tấn công của quân và dân ở Sài Gòn đã giành được những thắng lợi nhanh chóng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc xe tăng A390 do Bùi Quang Thận, pháo thủ Bùi Quang Thận chỉ huy, đã tiến vào cửa Dinh Độc Lập. Sau đó, anh cho xe tăng húc đổ cổng trái, tạo điều kiện cho bộ binh tiến vào Dinh Độc Lập, áp sát vào phòng họp của nội các Dương Văn Bình. Khoảng 11 giờ cùng ngày, thì các chiến sĩ của ta đã tiến vào phòng họp, bắt sống toàn bộ nội các của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh. Chính quyền Dương Văn Minh ngay lập tức tuyên bố đầu hàng. Và 11 giờ 30 phút, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, và cũng đồng thời báo hiệu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi đó có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung và đối với lịch sử dân tộc nói riêng. Cuộc kháng chiến thắng lợi ở Sài Gòn, tiếp đến là các tỉnh phía Nam gồm Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau và Rạch Giá. Những tỉnh cuối cùng đã giành được chính quyền, giải phóng khỏi chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta kết thúc. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với 3 chiến dịch lớn của quân và dân miền Nam đã kết thúc thắng lợi. Đây là một chiến thắng đi vào lịch sử dân tộc, là một niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Vậy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là nhờ đâu chúng ta có thể giành được thắng lợi to lớn đó?
thắng lợi đó tác động như thế nào đối với lịch sử dân tộc và đối với quốc tế. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Trước hết về nguyên nhân thắng lợi, thật ra thì cô nghĩ rằng là đối với các em nội dung này nó không phải là quá khó khăn. Bởi vì thông qua một hệ thống các bài học từ năm 1930 khi có đảng lãnh đạo đến nay, qua cách mạng tháng 8 đến kháng chiến chống Pháp và bây giờ là kháng chiến chống Mỹ, một trong những nguyên nhân quan trọng không thể không nhắc tới và nó là nguyên nhân quyết định chính là nhờ chúng ta có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo. Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như vậy. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta không thể không nhắc đến là cái nguyên nhân nội tại, là nội lực của dân tộc Việt Nam nhờ có truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam. Nhân dân ta không chỉ yêu nước còn lao động cần cù, chiến đấu anh dũng. Và cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam còn được hậu phương miền Bắc vững mạnh, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về lực lượng, vật chất và tinh thần. Nguyên nhân thứ ba, đây là điều mà chúng ta thấy không phải ở đâu cũng có. Và nguyên nhân đó là một nguyên nhân khách quan từ bên ngoài tác động tới cuộc kháng chiến của quân và dân ta. Đó là sự đoàn kết của nhân dân Đông Dương trong việc chống kẻ thù chung, đặc biệt trong giai đoạn kích định 1969-1973 chống chiến lược Đông Dương hóa chiến tranh. Cùng với đó là sự giúp đỡ, ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa anh em như là Liên Xô, là Trung Quốc. Tuy trong quá trình kháng chiến của chúng ta, những cái điều xảy ra chưa được như mong muốn hoàn toàn, song sự giúp đỡ của họ là một yếu tố quý báu để giúp cho nhân dân ta giành chiến thắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nó đã làm thay đổi cái lịch sử dân tộc, đáp ứng được cái quy luật ngàn đời của dân tộc Việt Nam, non sông thu về một mối. Trong hoàn cảnh như thế, kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, dù phải trải qua những đau thương, những mất mát, những người cha, người con phải xa gia đình, những người mẹ phải xa những đứa con thân yêu của mình. Nhưng sự hy sinh mất mát của chúng ta đã được trả lại, hoàn lại một cách xứng đáng bằng chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiến thắng đó kết thúc 21 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và 30 năm chiến tranh giải phóng, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nước. Và với thắng lợi đó, một thời kỳ mới của lịch sử dân tộc đã được mở ra, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi đó, cách mạng Việt Nam còn tác động to lớn tới lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện ở chỗ khi chúng ta bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc sau Hiệp định Geneva năm 1954, thì có thể nói rằng cả dân tộc ta đều đồng lòng để có thể hướng tới sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Và 30 tháng 4 năm 1975, non sông đã thống nhất. Đất nước hai miền Nam Bắc được nối liền. Với thắng lợi đó, chúng ta đã góp phần vào việc cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latin, góp phần giải phóng khỏi chủ nghĩa đế quốc, hình thành nên các quốc gia độc lập, tự chủ. Với thắng lợi đó, kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một sự kiện được đánh giá là có tầm quan trọng quốc tế, có tính thời sự sâu sắc, tính thời đại sâu sắc. Và có thể coi là chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn tác động tới trực tiếp kẻ thù của chúng ta,
sau 20 năm của cuộc hơn 20 năm của cuộc chiến tranh thì những người lính Mỹ chiến đấu ở chiến trường miền Nam khi quay trở lại, họ đã không khỏi bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh này. Và người ta gọi đó là hội chứng Việt Nam của những người lính Mỹ tham gia ở chiến trường Việt Nam. Như vậy, khi tham gia cuộc chiến này, nước Mỹ hẳn có những mưu đồ riêng, nhưng hậu quả, những người dân Mỹ, những người bình thường, các chiến sĩ người Mỹ đã phải chịu những hậu quả nghiêm trọng về tinh thần như thế nào. Ngay cả người Việt Nam, tất nhiên, những điều đó chúng ta phải gánh chịu những hậu quả hết sức là nghiêm trọng. Từ năm 1954 đến năm 1975, nhìn lại quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, trải qua các đời Tổng thống Eisenhower với chiến lược chiến tranh đơn phương hay còn gọi là chiến tranh một phía, rồi đến Tổng thống Mỹ Kennedy với chiến lược chiến tranh đặc biệt. Sau Kennedy chiến tranh đặc biệt bị phá sản, thì Tổng thống Mỹ Johnson đã thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Và đây là một đòn Mỹ cho rằng quyết định phản ứng linh hoạt để có thể dập tắt được cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam. Nhưng không, họ đã bị thất bại. Nhưng người Mỹ vẫn không chịu nhận một bài học đích đáng cho mình. Họ cố tình không chịu hiểu điều đó. Nên thời kỳ của Tổng thống Mỹ Nixon và Tổng thống Mỹ Ford, họ đã tiếp tục theo đuổi cuộc chiến với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Tuy đã rút quân, rút một phần thay màu da trên xác chết, nhưng họ vẫn cũng giống như các đời Tổng thống trước, không tránh khỏi thất bại trước sự chiến đấu ngoan cường của quân và dân Việt Nam. Với 5 đời Tổng thống, trải qua 4 chiến lược chiến tranh, thì số tiền mà nước Mỹ, số quân mà nước Mỹ đổ vào chiến trường Việt Nam, các em có thể so sánh. Nếu trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ phải tiêu tốn 920 tỷ đô la, 920 tỷ Mỹ Kim này so với 341 tỷ Mỹ Kim trong chiến tranh thế giới thứ hai mà Mỹ chi phí, thì số chi phí này là gấp khoảng 3 lần. Nếu so sánh với cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mà Mỹ thực hiện, thì nó gấp khoảng 18 lần các em ạ. Điều đấy chứng tỏ rằng Mỹ đã đổ vào chiến trường miền Nam rất nhiều tiền của. Và cũng ở chiến trường miền Nam, chưa bao giờ Mỹ đưa vào miền Nam một đưa ra bên ngoài ạ. Chưa bao giờ đưa ra bên ngoài một số lượng quân lớn đến như thế. 55 vạn quân Mỹ, cộng thêm các nước đồng minh là 7 vạn. Và tay sai của Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa khoảng 1 triệu. Và thời điểm cao nhất ở miền Nam là khoảng 1,6 triệu quân. Phải đối phó với một lực lượng hết sức là tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản như thế, hẳn quân và dân ta đã phải chịu nhiều hy sinh mất mát. Và hơn cả như thế, bọn chúng đã đổ xuống đất nước ta hàng triệu tấn bom. Nó tương ứng với hàng chục, thậm chí người ta nói rằng hàng trăm quả bom, tức là sức công phá của nó bằng hàng trăm quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Các em có thể thấy rằng là cuộc chiến đấu của chúng ta chống lại một tên đế quốc giàu có và hiện đại nhất của thế kỷ 20 là một cuộc chiến đấu khó khăn đến như thế nào. Và nói như thế để chúng ta khẳng định rằng chúng ta có quyền tự hào về chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai ở miền Nam những năm 1954-1975. Và hôm nay, thực tế nội dung bài giảng của chúng ta không quá nhiều, nhưng cô muốn các em nhìn lại toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ để chúng ta nhận thấy rằng thắng lợi của nhân dân ta, của các thế hệ đi trước là những giọt máu đào, là những phần thân thể đã hy sinh cho chúng ta ngày nay có được cuộc sống hòa bình. Và các em thế hệ trẻ hãy nhớ lấy điều đó để chúng ta phấn đấu xây dựng cho một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và giàu mạnh. Và muốn nhìn lại cả hệ thống ấy thì cô giáo đề nghị các em về nhà làm một bài tập như sau cho cô.
chúng ta sẽ thống kê toàn bộ quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954 đến 1975 để thấy được âm mưu thủ đoạn của Mỹ và những thắng lợi của quân dân ta trên cả hai miền Nam Bắc và kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ như ngày hôm nay cô đã cùng với các em tìm hiểu. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em sẽ mạnh khỏe, thành công trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, tuy có muộn hơn so với mọi năm. Xin chúc các em thành công.